Mở cho lớp cho ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Tâm ơi, lại không xoay màn hình tự động nữa rồi. Bấm vô cái ổ khóa cho nó xoay màn hình tự động, khi mình nằm ngang lại là nó tự động xoay lại. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn tay tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. À, xuống thở ra, rút rốn xiết bụng thở ra, lấy sau vuông tay lên thở ra, kết hợp hơi thở sâu vào, lấy sau vuông tay lên, giữ là 5 4 3 2 1. Thở ra, hai tay đang sau lưng thẳng tay, ưỡn ngực cúi đầu, xương cằm chạm xương ức, hốc bụng thở ra tập cổ, thẳng lưng lên, thẳng lưng lên, thẳng cổ về giữa, hít sâu ngửa ra sau, thở ra vươn cằm lên, căng cứng họng, trở về giữa, hít sâu nghiêng phải, thở ra căng cổ bên trái, liếc mắt nhìn lên, trở về giữa, hít sâu nghiêng trái, thở ra căng cổ bên phải, trở về giữa, hít sâu xoay nhìn phải, thở ra liếc hết qua phải, trở về giữa, hít sâu xoay trái, thở ra liếc hết qua trái, trở về giữa, hít sâu ngồi thẳng người, tập cổ mà tâm, cúi đầu hấp bụng thở, xoay tròn đều các hướng cổ đi nào, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó, mình tập luôn tiền đình, tập luôn cho mắt linh hoạt, tâm trí tập trung vào cảm nhận các đốt sóng cổ. Hít thở đều, xoay đổi chiều, mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đưa qua đang chặt vào, kéo vào hít, đẩy ra, thở xăng, được rồi chị thấy, được rồi được rồi được rồi ơi, rồi cao rồi, chỉnh xuống xí rồi, được rồi, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay qua đầu, ngả xuống, trở về đổi tay, kéo vào đẩy ra, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay qua đầu, ngả xuống, trở về thả lỏng tay, dùng hai cục gạch đặt hai bên đầu gối, siết bụng nâng mông lên, ngả xuống, hai lên xuống, ba lên xuống, bốn
lên xiết bụng, xuống năm, lên xiết bụng lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, thả chân ra, thả lỏng, giữ chân thả lỏng ra. Xếp đổi chân, hai tay vươn lên, hít sâu vào, nghiêng người qua phải, đặt tay phải lên gối trái, bám chặt lại và ép đầu gối xuống, xích cơ bụng, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, xích bụng nghiêng tở, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, cảm nhận độ căng 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 căng, lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, rút rốn, xích cơ bụng, thở ra, lần nữa, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, nghiêng ngông, xiết bụng, lật vai, xoay mặt nhìn lên, năm bốn ba, tay ra sau lỗ tai, hai một, lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, ép đầu gối xuống, bám chặt tay lên, rồi bắp tay phải ở sau lỗ tai, xoay mặt nhìn lên, ba hai một, lên, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, bám tay lên đầu gối, chống tay phải ra sau, mở vai tiền, thẳng lưng tiền, trở lấy sau vào, xoay trái, thở ra, bám chặt tay vào, để căng lồng ngực tới vai, ở đâu xoay cầm theo ở đó, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, mở vai, xoay xiết bụng, xoay xoay xoay, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, cảm nhận sâu vào hơi thở, cơ thể, tâm trí, hít sâu vào, thở ra, mở ra sau, vặn người, xoay thở ra, năm bốn ba hai một, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, mở vai, xoay xiết bụng, thở thở thở, năm bốn ba hai một, trở về, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, đan tay sau lưng, trường người tới, cúi xuống, bật tay cao lên, thở ra, ép mông, trán mũi chạm sàn, bật tay lên, nâng lên, hít sâu vào, trường tới, hốt bụng, thở ra, bật tay cao lên, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trường tới, hốc bụng, thở ra, trường dài, lưng ép căng lồng ngực, bật tay cao lên, trán mũi chạm sàn, thở ra, giữ năm bốn ba hai một, nâng lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thả chân ra, thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu, mời cả lớp ngồi xoay người. Co chân phải vào, đạp bàn chân xuống, co chân phải, đạp bàn chân xuống, vươn hai tay lên, hít sâu vào, chống hai tay ra sau, đẩy căng người lên, xiết mông, đùi bụng, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trường người tới, gập xuống, thở ra, gập xuống chân trái, vòng tay qua, nắm mũi bàn chân trái, ép thở, nâng lên, hít sâu vào, chống tay ra sau, nâng hông lên, xiết mông, đùi bụng, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào,
Trường người tới ngập xuống thở sanh, trường tới hớp bụng ép thở sanh. Nâng lên hít sâu vào, chống hai tay ra sau, để căng người lên xích cái bụng thở sanh. Rồi đạp chân trái và nâng chân phải, đạp bàn chân phải lên trên đầu gối trái, xích cái bụng lại thở 5, 4, 3, 2, một. Hạ chân phải xuống, hạ mông xuống, vươn tay lên hít sâu. Rồi để ý chỗ này, trường người tới và đưa tay phải nè ra phía trước chân phải, rồi vòng tay phải ôm luôn đầu gối, xoay ra phía sau ôm đầu gối, đưa tay trái ra sau nắm lại với tay phải, cúi người xuống hút rốn, xiết cơ bụng thở sầm, nhớ tay phải ôm luôn, đưa ra phía trước và vòng ngược lại ôm luôn đầu gối phải, cúi xuống hút rốn, xiết cơ bụng thở sầm. Nâng lên hít sâu vào, duỗi thẳng chân phải to chân trái đỡ chân, chống tay phải chống hai tay ra sau, nâng người lên xiết mông đùi bụng thở sâm. Hạ xuống hít sâu vào, vươn tay lên trương người tới gập xuống thở sâm, trương dài tới hớp bụng gập sau thở sâm. Nâng lên hít sâu vào, chống hai tay ra sau, để căng người lên rút rốn, xích cơ bụng thở sầm, chắp cơ bụng lại rút sâu vô. Hạ xuống hít sâu vào, trường người tới gập xuống thở xa, trường dài người kéo căng 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 căng, gập sau thở sầm. Nâng lên hít sâu vào, chống hai tay ra sau, nâng người lên đạp chắc bàn chân phải xuống, xiết cơ bụng lại, nâng chân trái đặt lên chân phải, xiết cơ bụng lên, xiết mông xiết đùi thở sâm, 3 2 1. Hạ chân trái sau vào, vươn tay lên rồi trương tới và lách sau tay trái ra phía trước, rồi vòng ra sau ôm luôn đầu gối trái, hai tay nắm lại với nhau, cúi xuống thở ra tay trái thì thấy rồi, tay trái đưa ra phía trước đầu gối trái, rồi vòng ra sau đưa ra phía trước để vòng đầu gối qua đầu gối, rồi tay phải vòng ra sau nắm lại với tay trái, cúi xuống xiết bụng thở ra, ép căng 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 đừng gồng nha, thả lỏng ra, thả lỏng cúi thở, thả lỏng cúi thở. Lên hít sâu vào, duỗi thẳng chân trái ra, mở chân bằng vai, trường người tới gập xuống thở sàn, trường dài hai tay nắm hai mũi bàn chân, ép xuống thở. Nâng lên hít sâu vào, xoay người qua phải, chống hai tay song song với hai chân, chung tay vặn người xiết hông thở sàn. Nâng lên hít sâu vào, xoay người qua trái thở ra, vặn người chung tay xiết bụng thở sanh. Nâng lên hít sâu vào, trường người tới gập xuống thở sanh, trường tới cúi xuống xiết bụng thở sanh. Nâng lên hít sâu vào, chống hai tay ra sau, nâng người lên đẩy căng lên, đạp bàn chân toàn thân giữ thẳng, xiết mông đùi bụng thở sâm, đẩy căng lên thẳng người nữa hương rồi, thẳng người lên đẩy căng hông lên, bàn tay ngang dưới vai xiết chắc người lại, đúng rồi, duỗi cổ ra vươn cầm. Hạ xuống hít sâu vào, vươn tay lên trương người tới gập xuống thở sầm, đẩy lùi hông ra phía sau, trường dài tới ép sau hớp bụng thở sầm. Nâng lên hít sâu vào, co hai chân lại nè, nâng chân lên co hai chân lại, chống hai tay lên trên, rồi chống người lên duỗi cẳng chân ra sau, lùi hai đầu gối ra sau và bò mèo.
cong lưng lên rút rốn xếp cái bụng thở rầm. Hít sâu vào chung lưng xuống rướn cổ lên. Thở ra cong lưng lên rút rốn xếp cơ bụng thở rầm. Hít sâu chung lưng rướn cổ suy nghĩ vào cuộc sống cảm nhận sâu từng đốt sống. Thở ra cong lưng lên rút rốn xếp cơ bụng thở rầm. Thả lỏng cơ mặt ra. Hít sâu vào chung lưng rướn cổ giữ lại nào. Ép căng lồng ngực xuống luôn cầm lên giữa năm bốn ba hai một cong lưng lên rút rốn xiết cơ bụng thở rầm. Cục xương cột cuộn sâu cổ vào rút rốn sâu lên năm bốn ba hai một chống hai bàn chân nâng người lên đạp gót ép người xuống chớp mặt thở rầm ép xuống thở rầm. Mở hai chân ra rộng bằng tấm thảm. Hít sâu vào co cẳng tay trái xuống. Co cẳng tay trái và mở tay phải lên xiết cái bụng thở rầm. Hạ cái cẳng tay xuống. Chị thần tưởng rồi. Rồi mở tay phải lên nhìn theo tay phải thở rầm. Chống tay phải xuống hít vào hạ cẳng tay phải. Mở tay trái lên xích cái bụng thở ra đạp gót chân xuống xích sau cảm nhận căng vô vai đạp gót căng gân keo hạ tay trái xuống hạ hai cẳng tay để cao mông lên ép chân vai xuống ép vào vai suy nghĩ vào vai đi nào xích cái bụng thở rầm ép vào vai nâng đầu lên ép vào vai để căng mông nâng đầu lên suy nghĩ vào khớp vai hai khuỷu tay của mình rộng bằng vai không mở rộng hơn vai xiết cơ bụng lại thở rầm chống tay hít vào trường vai tới thẳng người tấm ván rút rốn xiết cơ bụng thở rầm rút rốn lên siết chặt cơ bụng hít thở đều duỗi cổ ra toàn thân giữ thẳng hít thở đều bước chân phải ra ngoài bàn tay phải hít sâu vào bước chân trái lên ra ngoài bàn tay trái ép mông vươn căng tay lên siết cơ bụng thở rầm vươn căng tay lên thiền căng lên siết cơ bụng lại nhấn xuống năm bốn ba hai một nâng người lên hít sâu vào hết chân vào kéo căng tay vai để cao lồng ngực lên siết mông đùi bụng ngã ra sau khi lao thở ra ưỡn căng lồng ngực lên vươn cầm lên nâng lên hít sâu vào trường người tới cúi xuống hết bụng thở rầm thả lỏng cổ buông đầu ép sâu vào hai tay đặt hai bên bàn chân thẳng hàng với hai bàn chân chùng đầu gối ép mông xuống đùi song song với sàn ép mông xuống đúng rồi hít vào bước chân phải dài ra sau hạ đầu gối phải vươn người lên vươn hai tay lên nhấn hông xuống ngã ra sau thở rầm tấn gối nhấn hông ưỡn ngực vươn cầm lên kéo tay vai ra khỏi đầu thở rầm nâng người lên hít sâu vào chống hai tay ngang hàng với bàn chân trái nâng đầu gối phải lên bước tiếp chân trái bàn chân phải trường vai tới tấm ván hít thêm siết cơ bụng lại giữ thẳng người tấm ván tâm ơi trường vai tới thẳng người duỗi cổ loan di chuyển hai chân xích ra một xíu cho người thẳng người hơi cong rồi lùi hai bàn chân xích ra xa một chút loan á siết cơ bụng lại đúng rồi thắt cái mông xuống chút nữa hạ gối hạ ngực hạ cầm nâng mông cá sấu thở ra siết cơ bụng ngã từ trên xuống ngực cầm chạm sàn khuỷu tay sát vô bè sườn
Trương lên rắn hổ mang, hít sâu vào, xoay vai ưỡn ngực tới uốn cong lưng, suy nghĩ vào lưng giữa, chùng tay xuống tâm ơi. Vương cũng vậy, chùng tay xuống. Vương hay bị đau thắt lưng là do anh chống đẩy nó vào hết thắt lưng. Đó, đúng rồi. Thắt vai xuống Thảo, thắt vai xuống Phượng, ưỡn căng lồng ngực tới Loan, kéo vai ra sau đẩy lồng ngực tới trước, chống chân lên chóp mặt thở ranh, để cao mông lên bám chặt tay vào, ép vai ép lưng, mắt nhìn xuống bàn chân, siết cái bụng lại thở ranh. Cô nhắc ở đâu là suy nghĩ mình tới đó và điều khiển cơ thể liền. Chân phải ra sau bật cao lên, hít sâu vào, đạp gót chân trái và ép vai xuống, ép gót chân xuống, siết cái bụng lại thở ranh. Giờ để bước một lần lên đủ nè, hít sâu vào, đẩy người tới, mình đẩy cái vai tới nè, nhón hết gót chân trái, siết cơ bụng lại, nhón bàn tay phải lên, rồi đưa chân phải lên vào nách tay phải đó, nhón bàn tay phải đưa lên là giờ đúng luôn. Hạ đầu gối trái và vươn tay lên, lúc này đầu gối phải gót vuông luôn, nhấn hông xuống, kéo căng ngã ra sau, thở ra kéo nửa người ra sau đi nào. Tiếp tục ưỡn ngực kéo nửa người ra phía sau và đùi trái nhấn xuống, không nhấn đùi lên, nâng lên, hít sâu vào, chống hai tay ngang hàng với bàn chân phải, nâng đầu gối trái lên, siết cơ bụng lại, nhẹ nhàng bước chân trái lên bằng chân phải, trường lưng tới kéo xuống, hốc bụng thở ra, trường dài lưng ra, cho bụng ngực bụng dưới ép sát vô đùi đó, ngực chạm vô chân, rồi chút đầu xuống ép sát vào thở ra, hai tay duỗi căng ra cạnh đầu ở hai bên lỗ tai, rồi mới nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy cao lồng ngực, vuông cầm lên, xiết mông đùi, bụng ngã ra sau, thở ra, cảm nhận ngã vào lưng giữa, nhớ kéo tay vai thêm chị Thơm, đẩy nhẹ hông chút Phượng ơi, xiết mông đùi lại, đẩy nhẹ, rồi Mai Thành ok nè, mấy lần trước ngã sai đâu, đừng ngã lên, hít sâu vào, trương người tới, kéo căng 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 căng, xiết cơ bụng thở ra, kéo căng 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 lưng đó, trên đường gặp là mình đã bắt đầu kéo duỗi 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 duỗi, khi xuống là lưng mình không còn cong nữa đó, duỗi thẳng lưng ra, gập sát vào thở ra, khuỷu gối chống tay, nhớ ngang hàng với hai bàn chân thì đầu gối mình mới gối vuông được, bước chân trái dài ra sau, hít sâu vào, hạ đầu gối trái xuống, vươn căng tay lên, kẹp hai ngón tay cái kéo nó ra phía sau, đẩy cao lồng ngực lên, vươn cầm lên, nhớ kéo tay vai là vào lưng trên, vào khớp vai, đẩy lồng ngực lên là vào lưng giữa, nhấn đuôi trái xuống để mở khớp hông háng, buông đầu ra sau thở, đúng rồi, rất tốt, cứ nghe và cảm nhận, nâng lên, hít sâu vào, nâng đầu gối trái lên nè, siết cơ bụng lại, bước chân phải bằng chân trái đó, khi bước xong mông mình hơi cao nè, đẩy nhẹ vai tới, vai thẳng đứng trên cổ tay, là người mình thẳng ra như cây thước, siết cơ bụng lại, siết cơ bụng, hít thở đều, chắc người lại tâm, chắc người rút rốn lên đó, cơ lõi kìa lỏng lẻo cho nên thắt lưng bỏng xuống, chắc lên, chắc cơ bụng lên, hạ gối rồi chung tay hạ ngực cầm xuống, cá sấu thở ra, đặt ngực cầm xuống, lon khép khuỷu tay, lon mông cao, lùi chân ra sau một xí, mông cao quá, đúng rồi, xí nữa, rồi xiết cơ bụng lại, hít thở đều, trương lên rắn hổ mang, hít sâu vào, xòe vai ưỡn ngực, vướng cổ lên, uốn cong lưng, không nghe đau thắt lưng mà mình nghe khớp vai mở ra, khung xương sườn mở ra, đẩy căng lồng ngực tới, chống chân nâng lên, chóp mặt thở ra, bám chặt tay, mình ép vai nè, rồi mắt nhìn xuống dưới mũi chân, ép vai ép lưng, rồi đạp gót, siết cơ bụng thở,
Chân trái hít sâu vào bật cao lên, ép vai, ép lưng và đạp gót chân phải nữa, xiết cơ bụng lại nữa, thở, thở, thở. Đẩy người tới hít vào, nhón hết gót chân phải, xiết cơ bụng, nhón bàn tay trái và bước nhẹ nhàng lên, vào nách tay trái, đầu gối vào nách tay. Nâng người lên, hạ đầu gối phải, vươn tay ngã ra sau, thở sành. Nhấn hông xuống, hạ đầu gối phải xuống chị Tâm. Rồi hạ đùi phải, rồi kéo nửa thân trên ra sau, ưỡn căng lồng ngực lên. Đúng rồi, tay kéo ra sau tiếp nào. Tay kéo ra sau phượng, kéo ra sau thêm, kéo ra sau thêm, thở, nhớ thở. Vừa ngã ra sau là thở, dừng lại là hít, ngã tiếp là thở. Lên, hít sâu vào, chống hai tay. Bước tiếp lên, thở sanh, thẳng gối, kéo dài, lưng buông đầu, xiết cơ bụng, thở sanh. Kéo căng 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 lưng, xiết cơ bụng lại, thở sanh. Hai tay duỗi ra cạnh gối đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo tay vai ra sau, ưỡn căng lồng ngực, ngã cây lao, thở ra, xiết mông đùi bụng, ngã thở, không nghe đau thắt lưng. Tiếp tục kéo tay vai, kẹp hai ngón tay cái là kéo đó, kẹp hai ngón tay cái, kéo tay ra sau, ưỡn căng lồng ngực lên, nâng lên, hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống, thở sâm, trường dài người, kéo căng 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 hốc sát bụng lại, kéo ép căng lồng ngực, rồi ép sát vô chân, cuối cùng thả lỏng cổ, rút đầu, thở ra, ngẩng cổ, duỗi dài lưng, tay nhón lên, hít sâu vào, tay nhón thẳng lưng, tay vẫn chạm sàn phượng, các ngón tay vẫn chạm dưới sàn, ngẩng cổ ra, duỗi lưng ra. Rồi chung đầu gối chống chắc hai tay xuống, nhấn ngang hàng với hai bàn chân, siết cơ bụng. Nhìn cô trước một cái đi rồi tập sau. Ra sau tấm ván thấp, siết cơ bụng lại, thở sàn. Hạ xuống cá sấu, tám điểm chạm sàn. Hít thở sâu. Trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Đúng rồi, hương thấp, cứ thấp khuỷu tay rồi đẩy lồng ngực đi. Lưng trên em cứng, thắt lưng mềm, cho nên tập là vô thắt lưng hết á. Cố gắng ép căng lồng ngực tới, rướn ngực tới, rướn ngực tới, rướn thêm. Chống chân, nâng lên, chó ấp mặt, thở sanh. Cúi xuống rút vốn, xích cơ bụng, thở sanh. Hít vào bật cao chân phải lên, ép người xuống thở sanh. Đạp gót chân trái xuống thở sanh. Gót cẳng chân phải lại hít sâu vào. Bật cao đầu gối, bật cao đầu gối, ép vai, ép lưng luôn, nhìn xuống chân luôn tâm. Rồi từ từ lật đầu gối phải qua tư thế hoang dã. Chống nhẹ mũi chân phải và lật tay phải lên. Xích cơ bụng thở sanh. Lật lên, xích sâu, thở sanh. Để căng 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 hông lên đi nào. Căng lên, xích cơ bụng lại, cơ mông, cơ đùi xích. Thu tay chân trở về. Chớp mặt hít sâu vào. Cúi xuống, rút rốn, xiết cơ bụng, thở sanh. Nhảy vào, nhón gót, co gối, đùi sát vào bụng ngực nè. À, ở tư thế chuẩn bị nè. Cho nè, mông đẩy lên đỉnh, đỉnh mông đẩy lên trần nhà, đùi sát bụng ngực, hốc chặt bụng lại, ép vai xuống, mắt nhìn lên đầu thảm. Thở đi, thở. Rồi lấy hơi hít sâu vào. Xiết cơ bụng nhẹ nhàng, hai chân lên, thở ra lên chiếc ghế, xiết cơ bụng thở. Nâng lên, hít sâu vào cây lao, kéo căng ngã ra sau, thở ra, ưỡn ngực lên, vươn cầm ngã thở. Đúng rồi, thành này chỉnh rất là tốt luôn, cây lao tốt đó. Lon tốt, vươn căng tay, thẳng tay thêm, đúng rồi.
Đúng rồi, siết đùi, siết cơ bụng lại nha Thảo để đau thắt lưng. Lên, hít sâu vào. Trương tới con cò thở ra. Kéo căng 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 ép sát vào thở ra. Chút đầu xuống ép sau thở ra. Ngẩng cổ duỗi dài lưng ra hít sâu vào. Chung đầu gối chống tay xuống siết cơ bụng thở. Hít vào, lấy hơi ở đây, hít sâu vào. Rồi siết cơ bụng bật chân ra sau, thở ra tấm ván thấp. Chắc cơ bụng lại, chắc hai bắp tay, săn chắc toàn thân. Hạ xuống, cá sấu. Trương lên rắn hổ mang hít sâu. Nhớ thắt vai xa lỗ tai đẩy căng lồng ngực. Siết mông đùi bụng Thảo chùng tay xuống nữa và ép căng lồng ngực tới đi Thảo. Ép tới. Thảo cũng thắt lưng rất là mềm dẻo. Cho nên những tư thế ngã sau tốt nhưng mà nó sẽ dễ bị vô đau thắt lưng đó. Chống chân nâng lên chóp mặt thở ra. Để cao hông lên bám chặt tay. Ép vai, ép lưng, siết cơ bụng thở ra. Nhớ bám chặt tay xuống và thẳng khuỷu tay để ép vào vai, đừng chùng tay. Chân trái ra sau, bật cao lên, hít sâu vào. Cúi người xuống, hút rốn, siết cơ bụng thở ra. Gấp cẳng chân trái hít sâu, bật cao đầu gối lên vẫn ép vai, ép lưng đi nào. Xích cơ bụng lại thở, bật cao gối tiền thở, thở. Hít sâu vào từ từ, lật đầu gối qua chống mũi chân. Lật tay lên, xích bụng thở ra. Thẳng gối phải, co đầu gối trái, chống mũi chân trái, xích sau thở. Hít sâu vào, thu tay chân về, chớp mặt. Thở ra, cúi xuống rút rốn xiết cơ bụng thở ra. Nhớ kết hợp hơi thở nhịp nhàng là tim mình sẽ không có đập mạnh đập nhanh. Rồi, huyết áp ổn định, nhịp tim ổn định. Nhóm gót co gối, đùi sát vào bụng ngực thở ra ở đây, ép thở ra ở đây. Mắt nhìn về đầu thảm hít sâu. Xích cơ bụng lại lên thở sam lên chiếc ghế rốt rốn xích cơ bụng thở thở đẩy lùi hông ra phía sau đầu gối đừng chòm nghe tâm à, lùi hông ra sau đi nào rồi từ từ ép hông xuống nữa ép xuống ngồi xuống gót chân ngồi xuống gót chân luôn vòng tay ôm đầu gối cúi đầu thở sam ép mông ngồi lên gót chân vòng tay ôm gối siết cơ bụng thở chị thấy sức lên đầu thảm chị thấy mình tập xong bài là nó phải ở vị trí đầu thảm cách đầu thảm 2 tấc rồi đặt mông xuống hít vào à, ôm chân và từ từ nâng chân lên siết cơ bụng thở ra nâng chân lên từ từ siết bụng lại nâng lên hai tay song song hít thở sâu nâng chân lên thở cẳng chân lên cao lên cẳng chân lên hít thở sâu lúc này chỉ có mông chạm sàn rồi từ từ duỗi chân lên luôn nào thẳng gối xích cơ bụng lại thẳng gối chiếc thuyền xích cơ bụng lại hít thở sâu hít thở sâu thẳng không được co gối lên chị thấy co gối lên đi co lên đúng rồi. Nhớ gồng bụng không gồng thắt lưng. Ai mà bị gồng thắt lưng là thoát tư thế. Gồng chắc vô cơ bụng, hít thở. Đúng rồi, rất tốt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co gối lại, ôm gối và lăn lừng. Hít thở sâu vào. Chuẩn bị lăn lưng để vào tư thế cái cành.
Hãy vào, lăn lên chân qua đầu cái tay, thở ra chân qua đầu chị thấy tay úp vào hông đỡ hông liền. À, người mình nặng là phải mượn cái trớn lăn lưng cho qua luôn chị thấy. Ôm chân nè, lăn lưng qua, chân qua đầu cái tay, thở ra. Tay đỡ hông, mũi chân lần dưới sàn, cứ nghe nào. Qua đi Tâm, qua đi. Mũi chân lần dưới sàn, đi mũi chân về phía đầu. Khép khuỷu tay lại lon. Nhớ hai khuỷu tay khép lại cho song song với hai vai. Cầm thu về ngực Thảo, cái hông sao còn xa vậy Thảo, đẩy cái hông về phía đầu nữa. Đẩy cái hông về phía đầu nữa. Còn xa lắm, đẩy hông. Xương cầm chạm xương ức, thở chị Hoa tốt đó. Chị Hoa là cái lưng tốt. Còn Thành cũng vậy luôn, cái đi chân về phía đầu và đẩy cái hông về phía đầu đi, đẩy tới, đẩy tới. Thơm luôn, Tâm luôn. Phượng được rồi, hít thở, Hương được rồi, Lon sao? Hít thở, đẩy hông lên đi Tâm, đẩy hông lên. Đẩy hông về phía đầu, đẩy, 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 khép khuỷu tay vào. Rồi duỗi chân lên chân đèn, đứng thẳng lên trên vai, hít thở sâu. Chị Thúy tập được bao nhiêu đây bấy nhiêu À, lên cái mông không nổi thì nhiêu đây thôi. À, nhiêu tay rồi, từ từ mai mốt qua giảm cân. À, mai mốt kèm cho chị giảm 6 kg. Qua. Rồi, đỡ hông lên nữa đi Tâm ơi. Cho đứng thẳng lên trên vai. Tư thế này là tư thế đứng trên vai. Duỗi chân lên Hương ơi, lên chân đèn Hương ơi. Duỗi hai chân lên trần nhà. Hít thở. À, Thảo khép khuỷu tay và đẩy hông cao lên nữa Thảo ơi. Đẩy hông lên nữa, hít thở siết cơ bụng lại, chắc cơ bụng lại. Chắc cơ bụng và chì hai cái chân lên. Chì chân lên rồi tay đỡ hông lên. Mình phải phối hợp nó mới nhẹ, còn không là thấy nặng trịch hai cái tay. Tiếp tục đẩy hông lên nữa, đẩy hông lên. Xích cơ bụng lại, hít thở đều. Đừng gồng cổ, lúc này vai gáy cổ của mình đang được massage. Thư giãn chỗ vai gáy, hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Đúng rồi chị Thúy, tốt rồi. Rồi, chân qua đầu về cái cày đi nào. Về cái cày, hít thở sâu. Rồi, tay đỡ hông và cuộn từng đốt sống xuống cho chân vuông góc với thân. Cho chân vuông góc với thân. Hít thở. Rồi, co hai gối xuống, mở chân rộng bằng vai lên cây cầu. Co hai gối đạp hai bàn chân, đầu ngón tay giữa chạm tới gót chân, mình đo khoảng cách cho nó đúng. Thở hết hơi ra, hít vào nâng mông lên cây cầu, xiết mông đùi bụng, mắt nhìn về bụng để đừng đưa cầm lên trần nhà. Thở, thở, phần vai gáy vẫn đang được massage, thư giãn vai gáy, hít thở sâu. Nâng mông lên chị thấy, không không chị thấy, co chân lại, đúng rồi. Đẩy mông cao lên, cầm thu về ngực. Rồi, chuyển vào bánh xe, chống ngược hai bàn tay ngang vai. Chống bàn tay lên, chỉnh sửa cho bàn tay thấp 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 xuống ngang vai. Nâng vai lên, hít vào, rút cái đầu vào, chống cái đỉnh đầu đó, nghỉ mệt ở đó. Rồi trụ chắc đầu gối gót vuông, nghe kỹ ha, đầu gối gót vuông trụ chắc. Rồi bám chặt thịt tay, bám dưới thảm và đẩy lên, thở. Đẩy lên, đúng rồi, xiết cơ bụng lên, thở. Xiết chắc cơ đùi, cơ mông, đẩy lên, thở. Đúng rồi, rất tốt, hít thở. Bây giờ đạp cho thẳng đầu gối đi nào, bám chặt chân đạp. Đạp là đẩy lồng ngực lên, không đạp vô thắt lưng. Đẩy căng lồng ngực lên. Rồi tiếp tục nè, suy nghĩ vô hai tay, đẩy cho thẳng cái khuỷu tay lên thành. Cố gắng đẩy thẳng cái khuỷu tay lên, thẳng cánh tay lên, đúng rồi Tâm. Đạp hết chân rồi đi chân xích vào nữa Tâm ơi.
Ai đạp hết chân đi chân vào Phượng ơi, đi chân vào để đẩy vào lưng trên nữa, vào khớp vai nữa, hít thở sâu. Mệt là đặt đầu xuống hít thở rồi lại tiếp tục nâng lên, làm vài lần như vậy. Cho lưng trên mở, khớp vai mở, đẩy lên Loan ơi, đúng rồi, lên, đúng rồi. Hít thở sâu rồi đạp thẳng gối Loan ơi, thẳng gối. Đạp thẳng gối, đẩy căng lưng trên tốt đó. Hít thở, đạp cho thẳng đầu gối. Khớp vai của Thành cứng, khớp vai giống như dính khớp. À, khớp vai á, cứng quá. Hít thở suy nghĩ vào khớp vai, hít thở thả lỏng, đạp chân, đẩy căng lồng ngực, buông đầu luôn, buông lỏng cổ xuống luôn, cho nó vào vai luôn, đúng rồi. Đẩy thẳng khuỷu tay lên luôn, căng lên, căng thêm, rồi đạp thẳng gối luôn, đẩy lồng ngực tới, đẩy lồng ngực tới, đúng rồi. Cứ đẩy lồng ngực buông đầu xuống nó sẽ vào vai. Buông đầu xuống hơn. Buông đầu xuống cho vào vai, vào lưng trên. Rồi đạp cho thẳng đầu gối đi. Đạp thẳng đầu gối thở. Đạp thẳng gối đẩy lồng ngực lên. Cứ nhấp nó nghe nó tức. Cái bắt đầu mình chùng lại xíu. Cái nhấp nó chị Hoa đẩy lồng ngực tới. Cái nghe nó tức qua vai với tức lồng ngực quá. Cái chùng gối xí nghỉ mệt. Cái lại đẩy tới. Cứ như vậy. Cứ nhấp tới nhấp lui từ từ. Vai và lưng trên của mình được mở. Từ từ đặt đầu xuống. Trượt dài cổ ra. Hạ người xuống. Hạ người xuống. Rồi nâng chân lên, co hai chân lại, hai tay nắm cạnh hai bàn chân, kéo chân, kéo cho đầu gối lọt xuống hai bên hông, gấp cẳng chân lên vuông gốc, cầm thu về ngực. Cột sống lúc này áp sát dưới sàn, đang được massage cột sống mình, trả cột sống lại hít thở, rồi nghiêng phải trái. Đạp hai bàn chân vào nhau, hít vào kéo hai bàn chân sát vào mặt, thở ra, xích cái bụng lại nè, cầm thu về ngực nè, hít sâu, kéo hai bàn chân chạm vào mặt, thở ra, lần nữa hít sâu, kéo chân chạm vào rút rốn sát về cột sống, thở ra. Rồi ôm chân lăn lưng như nào, massage lưng. Nhớ mở căng đầu gối ra hai bên. Hạ đầu xuống, nâng tay chân lên, rung 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 rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trở về giữa. Duỗi thẳng cổ, cầm hướng vào ngực, thơ bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Nhớ nằm là cầm thu về ngực, đừng có ngước cổ lên. Nghe cô hô đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, cảm nhận thật sâu vào. Mở hai chân ra rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, duỗi thẳng cổ ra, mắt khép lại nhẹ nhàng, hướng tâm trí vào cơ thể, cảm nhận thật sâu vào. Lời dẫn đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, để điều khiển thả lỏng ra, không suy nghĩ ra bên ngoài cơ thể. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, người đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên.
Tay ảnh đang la tỏ lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên. Hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào hai chân đang được thư giãn thả lỏng và toàn cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng. Cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên. Sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng. Hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng. Bụng ngực cũng đang được thư giãn, thả lỏng và ấm dần. Hơi ấm lan tỏa 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần. Ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, cửa và hai cánh tay đang được thư giãn thả lỏng và dần lên. Cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng và tròn. Hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy. Hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai, gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần lên, ấm dần lên và được thư giãn và tròn. Một cảm giác thật dễ chịu đang lan tỏa ra khắp vùng vai, gáy, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp. Hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn. Thần kinh của tôi đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí của ta thật là thư giãn, thư thái, dễ chịu. Cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi đang ấm dần lên, thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân. Cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Tâm trí nói với chính mình, tâm trí đang nói với chính mình, cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Từ từ nhúng nhích các ngón tay, ngón chân, nhúng nhích bàn
tay bàn chặt, đánh thức cơ thể, hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua cổ đầu, giữ căng từ mặt chân cho đến mặt tay, co chân trái lại đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên. Massage chán. Massage mắt. Ngồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thái, vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương, vuốt sau tay phải xuống dưới cằm và ngược lại, massage tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mỡ nọng cằm, gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng. Ai khỏe không Phượng? Chào cô, chào cả lớp nha. Dạ, chào chị.